Yeah. Quay rồi. Yeah. Chào quý vị và các bạn, chúng tôi đến từ hongdan.com. Sau đây chúng tôi sẽ tôi xin làm clip hướng dẫn làm nào để đi thuyền được trong vòng 2 phút ạ. Vừa nãy đi bơi đi mà thuyền. Mà rẻ nhất. Tôi sẽ hướng dẫn cách bơi thuyền. Phải quay yêu ấy thằng. Đó chính cái này là cái gì? Mày cầm đi. Mày đừng để rơi nước được. Hoa đẹp đẹp này. Ừ, đấy mà một vòng. Quay tiếp. Cái xấu hổ. Đúng rồi, giỏi quá. Ôi mình giỏi quá. Chứ 10 đi hả? Sau đây xin phỏng vấn bạn Chip. Bạn cảm giác thế nào? À, bạn có cảm nhận gì trong buổi chuyến đi hôm nay? Đây. Rất là vui. Xin chào bạn trẻ đến từ Sơn Đỉnh. Bạn cho biết cảm giác lần đầu tiên được làm chuyện ấy. Có đau vào rát không ạ? Hơi. Lên đây à? Lên đây à? Hơi sợ sợ đúng không? Chào lên đâu chứ? Không phải cho lên mỏng đá đâu, quay rồi quay lại đi. Qua lại đang đi thuyền. Đang đi thuyền. Đây là nước của chúng tôi đang đi thuyền. Ôi thích thế. Đây là một cái boat. Cái những cái thuyền đang sắp đi thuyền. Ghê nhỉ. Chúng tôi đang trên sông rồi. Ui, sóng thần đúng không ạ? Ui, cái sóng thần. Thế đi vòng quanh này hết à? Ôi, dòng nước xoáy kìa anh. Thế đi hết à? Bây giờ đi vào bờ. Bây giờ đi vào bờ. Sao để đi thuyền cho vòng 2 phút. Hết rồi. Chúng tôi là chúng tôi đang hết. Chúng ta đến đây khác. Cần gì đi nhờ luôn. Thế thôi, đây có sợ.